mình phải lì, lì thật lì thì sau này mình sẽ giỏi. Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hello Hào và American Dream chuyện chưa kể. Hôm nay Hào sẽ kể với tất cả các bạn về cái hành trình mà Hào đã dọn ra riêng như thế nào, rồi tìm được cái công việc mà nó đã ổn định, rồi đi học. Sau đó là sẽ lồng ghép vào những cái lời khuyên mà Hào đã trải qua trong một cái khoảng thời gian. Thật sự là đầu tiên ở Mỹ thì nó sẽ là một khoảng thời gian, nếu như bạn có thể tưởng tượng thì nó hơi bị khó khăn. Không phải là muốn hù dọa các bạn, nhưng mà đây sẽ là những cái điều rất là thật và sẽ giúp cho những bạn nào mà sắp đi Mỹ hoặc là vừa đặt chân đến Mỹ sẽ có những cái kinh nghiệm mà bạn có thể xem và rút ra được. Như ở tập trước có Hào đã nói là khi mà bạn qua Mỹ mới năm đầu tiên thì bạn nên ở với gia đình trước đã, là người thân. Sau đó thì có thể là bạn và gia đình của bạn sẽ dọn ra ở riêng. Nếu như bạn có thể dọn ra với ba mẹ bạn thì cái đó nó không phải là một cái điều rất là lo lắng. Nhưng mà nếu như mà bạn như Hào đó là dọn ra ở một mình đó, thì nó sẽ khác nữa. Mà một mình ở đây là cái bước đầu tiên là Hào muốn một cái phòng rất là nhỏ gần trường. Thì để cái việc mà đi lại cũng như là đi làm sao bạn phải tính được cái thời gian đi làm và đi học nó make sense để mà bạn có thể tiết kiệm được thời gian cũng như là không có phải trả quá nhiều tiền cho tiền xăng hoặc là tiền nhà. Chưa hết đó là bạn phải chắc chắn là bạn có đủ khả năng và công việc mà bạn đang làm đó, có đủ khả năng để mà trả tiền cho tất cả mọi thứ như vậy, rồi cộng với lại cái tiền học nữa. Nếu mà bạn nhận được financial aid thì có một điều rất là tốt, nhưng mà còn tiền ăn uống, tiền sinh hoạt, rồi nếu như bạn muốn đi chơi thì tiền nó sẽ ở đâu ra. Thì cái đó là một cái điều mà bạn phải rất là cẩn thận khi bạn suy nghĩ rằng bạn muốn đặt một quyết định bạn dọn ra ở một mình. Khi mà mới dọn ra khỏi nhà của bà nội đó thì Hào mướn được một cái phòng là 400 đô một tháng. Thì lúc đó là Hào chưa có bảo hiểm sức khỏe, tại vì Hào là con người rất là khỏe mạnh nên là không có phải lo về cái chuyện đó. Nhưng mà lúc đó Hào có xe thì Hào phải trả tiền xăng nè, tiền bảo hiểm xe, hơn là đã trả hết cái xe rồi, tại vì mua xe cũ thì chỉ có mấy ngàn thôi. Và lúc đó là cô của Hào giúp đỡ cho Hào. Mà lúc này là Hào đang đi làm nhà hàng nên cái tiền mà đi làm là chỉ là dùng để trả tiền sinh hoạt, ăn uống và tiền phòng thôi. Cũng đỡ một phần, đó là cái nơi Hào ở hồi đó là nó ở trên phía bắc của cái thành phố Hào đang ở bây giờ, thì nó rẻ hơn một chút xíu nên là có thể kham nổi cái chuyện đó. Mướn một cái phòng mình cũng đâu có cần nhiều, mình chỉ cần một cái giường rồi sẽ là những cái đồ linh tinh lặt vặt thôi. Khi mà bạn có một cái apartment riêng cho bạn rồi thì nó sẽ là một cái chuyện khác, nên cái chi tiêu nó sẽ đỡ hơn là khi mà dọn vào một cái apartment riêng cho mình. Cũng tùy thuộc vào cái nơi bạn ở là nó sẽ rẻ hay là mắc nữa, nên là mình phải biết cái địa bàn của mình ở. Bởi vậy là Hào nói với các bạn là phải ở Mỹ khoảng một năm đi đã, biết được đường đi nước bước rồi sau đó mình hãy bắt đầu tính cái chuyện này. Công việc á, thì thật sự là thật tình luôn nha, Hào khuyên với các bạn mà nếu như bạn có thể làm những cái công việc về ngành dịch vụ mà có tiền tips á, thì nó sẽ giúp cho bạn rất là nhiều. Tại vì cái thời gian bạn bỏ ra sẽ không có nhiều lắm mà bạn lấy được cái số tiền ok để mà có thể trang trải cuộc sống, hoặc như là có một chút dư để mà cho một cái saving mà mình nếu mình muốn. Nên là nếu như bạn nào làm được những cái công việc đó thì tốt, còn nếu mà ngồi văn phòng thì chỉ có trả flat rate là trả mười mấy đồng một giờ thôi. Nếu như mà bạn ở chung với gia đình thì it's ok, nhưng mà nếu mà bạn mà dọn ra ở như Hào hoặc là bạn có một cái ý định mà ở riêng như vậy thì làm những công việc dịch vụ như là làm nails, hay là những việc mình qua là mới hay làm, rồi Hào hiền mà nhà hàng, thì đó là một cái việc mà cũng có thêm tìm tips. Nên là khuyên các bạn nếu bạn có khả năng làm những công việc đó thì nó sẽ giúp cho cuộc sống của mình nhiều hơn một chút xíu. Một điều mà Hào nghĩ cũng rất là quan trọng khi mà bạn qua Mỹ này đó chính là định hướng nghề nghiệp. Ví dụ như là có nhiều người Việt Nam mình thì đi qua Mỹ chỉ muốn một công việc nhàn hạ, chỉ muốn sống ngày qua ngày, thì có những công việc nó sẽ đáp ứng được cho bạn như vậy. Nhưng mà nếu bạn là một cái người mà ý chí lớn như là Hào muốn lúc nào cũng vươn lên và học hỏi thêm được rất là nhiều thứ á, thì bạn phải chuẩn bị cho mình một con đường là đi học ở trong college, rồi sau đó mình sẽ lên university. Tại vì
có Việt Nam mình thì bên này á là có thể làm nail nè, là bạn cũng có thể làm rất là nhiều tiền, rồi sau này bạn có thể làm chủ tiệm nail, nhưng mà bạn có cơ hội đó, nhưng mà bạn phải xác định là bạn là một người như thế nào và cái hướng đi của bạn ra sao, thì bạn sẽ vẽ ra mình được một cái hướng phù hợp cho nghề nghiệp sau này. Ở bên Mỹ thì sẽ có những cái năm đầu tiên của college, là 2 năm đầu tiên thì bạn sẽ học associate. Thì associate là cái mà giống như là những cái môn học chung, bạn phải lấy đủ 95 credit thì họ nhớ là như vậy. Rồi sau đó là khi bạn vào chuyên ngành á, thì bạn thêm 2 năm nữa bạn sẽ vào chuyên ngành là bao nhiêu đó credits nữa. Thì cái thời gian mà học cái associate này đó là cái thời gian bạn có thể explore, là tìm hiểu xem là mình thích cái gì, tại vì bạn sẽ được lấy tất cả những cái môn học mà bạn muốn. Bạn sẽ được chọn những cái môn học mà bạn muốn để mà lấy cho đủ cái credits đó. Một điều là nếu như mà bạn mà quyết định mà đi theo con đường nghệ thuật, có vì Hào là một người rất là thích nghệ thuật, nhưng mà đối với Hào là ở bên Mỹ thì rất là khó. Tại vì nhất là mình không nói tiếng của họ, thứ hai là đã trễ, có thể là cái cách suy nghĩ nó không có phù hợp cho lắm. Nhưng mà Hào muốn là ra trường rồi mình sẽ kiếm được tiền, mình sẽ làm có một cái khoản như thế nào đó, nên là mặc dù là thích làm nghệ thuật lắm nhưng mà không có dám làm. Nên là nhưng mà hơn là bên này họ có được gặp những sự giúp đỡ, và họ đi hát ở những cái local casino cũng rất là vui. Đó là một cái sự trải nghiệm rất là tốt. Vì thế nên mà bạn phải định hướng được cái nghề nghiệp của bạn. Nếu bạn định hướng mình đi qua đây, bạn chỉ muốn sống an nhàn, bạn muốn đi làm nail những người việc khác, thì bạn cứ việc làm, không có gì cả, mà kiếm rất là nhiều tiền. Còn nếu như bạn muốn đi học một cái ngành gì đó và sống một cái cuộc sống hội nhập với người Mỹ nhiều hơn, làm bạn với người Mỹ nhiều hơn và có một cái kiến thức nhất định nào đó, thì bạn cũng có thể làm như vậy, nhưng mà phải biết là bạn muốn cái gì đã. Tại vì ngày xưa là Hào không có biết Hào muốn gì hết á, Hào chỉ nghĩ là hospitality chắc là hợp với mình, đúng là nó hợp thiệt. Nhưng mà học xong rồi ra làm rồi thì cảm thấy là có thể đây là một cái thời gian tốt để mà mình chuyển hướng theo một cái hướng khác. Nên là cái chuyện mùa dịch này xảy ra đó là đây là cái thời gian mà Hào suy nghĩ lại là Hào nên làm cái gì khác. Tại vì Hào làm trong cái ngành nhà hàng đã là một thời gian khoảng 7 năm rồi, va chạm nhiều thứ, học hỏi được nhiều thứ, nhưng mà lúc nào cũng muốn tiến xa hơn nữa và tìm hiểu thêm những cái ngành khác. Bởi vì khi mà đặt chân qua Mỹ đến bây giờ thì họ làm cái đó, bây giờ là một cái thời gian tốt mà họ nghĩ là mình có thể đi ra một cái direction, một cái hướng khác để xem coi, để coi challenge bản thân của mình coi mình có thể làm được hay không. Đó là Hào thôi, còn nếu như mà bạn cảm thấy là thấy đủ như vậy thì bạn go ahead. Cái công việc đầu tiên khi mà bạn mới qua Mỹ, nếu mà bạn không có rành tiếng Anh á, thì nên làm cho người Việt Nam. Nhưng mà đã nhớ một điều là khi đi làm cho người Việt Nam thì sẽ không có được công bằng lắm, nên là cứ chịu đấm ăn xô đi, miễn sao có tiền thôi, miễn sao đừng có quá cái sức chịu đựng của mình. Tại vì đây là cái chia sẻ thật lòng, là khi mà họ qua Mỹ nào mới thấy là người Việt Nam mình bên này không có giúp đỡ lẫn nhau, mà thường là chèn ép nhau và không có thương nhau, là Hào thấy rất là buồn. Tại vì đi làm ở những cái nơi nhà hàng Việt Nam như là Hào có kinh nghiệm sống đây á, là các bạn biết là người này ganh tị người kia, rồi chưa hết đó là nếu mà mình làm sai á, chủ còn la mắng nữa, bắt nạt. Mà trong khi đó ở bên Mỹ này là bạn sẽ không được la mắng nhân viên, bạn sẽ không được nói nặng nói nhẹ. Nhưng mà người Việt Nam mình thì không có được cái cách suy nghĩ đó, nên là hồi đó là đi làm á, đúng là cái câu đúng là chịu đấm ăn xôi các bạn. Rồi sau này nếu như mà tiếng Anh của bạn giỏi hơn á, thì bạn có thể xin đi làm những cái nơi của người nước ngoài, thì bạn sẽ học hỏi thêm rất là nhiều thứ. Thứ nhất là tiếng Anh, thứ hai là cái văn hóa của họ. Bởi vậy đó là cái lý do mà tại sao ngày xưa khi họ làm cho một cái nhà hàng Việt Nam rất là nổi tiếng bên này, nhưng mà đến một cái mức mà không chịu nổi nữa, họ chỉ đi lên là rất là ngẫu nhiên thôi. Họ nghĩ là ok, bây giờ bực mình quá rồi, Việt Nam với nhau mà không có giúp đỡ lẫn nhau mà tại sao như vậy. Thế là Hào quyết định là tìm một cái công việc làm người nước ngoài. Thì khi mà Hào làm apply cho cái job mà Hào làm hiện tại trước đây bây giờ đó, là Hào cũng không biết là học mình có được nhận hay không, nhưng mà mình nghĩ là ok, bây giờ thử đi, biết sao được. Mà các bạn biết đó, lúc mà Hào bắt đầu đi dọn bàn cho nhà hàng Mỹ bên này á, là tiếng Anh của Hào, Hào tưởng là Hào đã giỏi lắm rồi á, nhưng mà thật sự khi đi vào cái nhà hàng Mỹ này á, người ta nói chuyện mà vẫn không hiểu, hiểu được chắc khoảng 20% thôi. Nhưng mà hơn lúc là chỉ dọn bàn thôi, cũng không có nói giao tiếp nhiều, nên là cũng đỡ. Mà
cũng hơi một điều là mình làm rất là chăm nên người ta rất là thích. Rồi từ đó họ bắt đầu học hỏi lên nhiều thứ rồi mới đi làm quản lý nhà hàng của cái công ty đó luôn. Là đó là cái con đường mà Hào đã tìm được công việc cho mình như thế nào. Có nghĩa là nếu mà các bạn để ý thì Hào hay nói là chúng ta nên get out of comfort zone đó các bạn, là đi ra khỏi cái vùng an toàn của mình, thử thách mình để xem mà mình có thể làm được những gì, thì cái cơ hội nó đến với mình thì đúng là không có thể nào mà ngờ được. W2 là cái form mà bạn sẽ phải điền vào khi mà mỗi khi mà bạn làm một cái job nào đó. Thì cái tip mà muốn chỉ các bạn W2 đó là bạn nên điền số 0 là 0, đừng có để số 1 là số 2. Tại vì khi mà bạn để số 0 đó, thì cuối năm bạn sẽ lấy về được cái tiền thuế của mình. Có nhiều người thì để số 1 và số 2 thì họ sẽ lấy cái tiền cho mỗi cái paycheck nó nhiều hơn là để số 0. Nhưng mà cuối năm họ sẽ phải trả tiền thuế lại, có nhiều người trả đến 1.000, 2.000 luôn. Nên mà Hào là từ ngày qua Mỹ đến bây giờ là chỉ để số 0 thôi. Nên là cuối năm họ có một khoản dư, họ dùng cái tiền đó dù mua gì mình thích hoặc là mình đi du lịch, giống như là một cái tiền để dành như vậy đó. Còn nếu mà bạn cần nhiều tiền hơn vào mỗi cái paycheck thì bạn để số 1. Nhưng mà Hào khuyên các bạn là nên để số 0. Và nhớ là đi làm là phải pay tax đàng hoàng nhé. Có nhiều người là không có lấy check mà lấy toàn là tiền cash thôi, thì it's okay, it's your choice. Nhưng mà nếu như mà những cái trường hợp mà hy hữu như là cái mùa dịch này xảy ra đó, thì những cái người mà không pay tax cho cái công việc họ làm đó thì họ sống dở chết dở trong cái mùa dịch này, nếu như mà họ không có cái saving. Tại vì là không có thuế gì đâu, có tiền unemployment đâu, đúng không? Đây là những cái kinh nghiệm mà muốn chia sẻ thôi, Hào không có judge ai hết. Nếu mà bạn, đó là cái tùy bạn, tiền của bạn mà, công sức của bạn mà, đúng không? Có một bạn hôm trước hỏi Hào là làm sao mà mình có thể cân bằng được cái việc mà học rồi đi làm rồi và cả cuộc sống khi mà dọn ra riêng nữa. Thì giống như là những gì mà Hào chia sẻ ở cái video trước và đầu cái video này, thì bạn phải chắc chắn một điều là bạn sẽ kham nổi những cái điều này. Nhưng mà thật sự với bạn nhé, bạn qua Mỹ rồi bạn kham không nổi, bạn cũng phải kham. Nếu như bạn muốn một cái tương lai tươi sáng và một cái con đường mà bạn bước sau này sẽ trải đầy hoa hồng, thì bạn phải chịu khổ bây giờ. Bạn phải cắm đầu bạn đi làm 10 tiếng đồng hồ, 8 đến 10 tiếng đồng hồ một ngày. Bạn phải đi học 3 môn, học full time để mà lấy được cái tiền financial aid. Rồi nếu như bạn dọn ra riêng, bạn có cuộc sống riêng của bạn đó, thì bạn phải làm nhiều hơn thế nữa để mà đáp ứng được những nhu cầu mà bạn muốn. Ở nước Mỹ này á, một cái điều hay đó là cuộc sống của ai cũng sẽ rất là bình thường thôi, ai cũng sẽ có được một cuộc sống như nhau. Nhưng mà tùy là bạn có bao nhiêu tiền để mà trả cho một cái món đồ. Ví dụ mình đi ra chợ mình mua một cái ca đi, thì có cái ca 1 đồng, có cái ca 20 đồng. Thì người Việt mình có một cái câu hay rất là hay đó là liệu cơm gấp mắm. Thì khi cái thời gian này thì mình chỉ đủ khoảng mua cái ca 1 đồng thôi, thì mình sẽ mua cái ca 1 đồng. Bởi vậy đó là lý do tại sao mà khuyên các bạn là nên là khổ trước sướng sau. Rồi có sướng trước là khổ sau, là tụm năm tụm bảy đi chơi rồi xài tiền rồi đua đòi theo ví dụ là đồ hiệu này nọ nếu như bạn không có khả năng. Ở bên Mỹ này họ biết là có rất là nhiều người họ rất là giỏi, giỏi hơn Hào nữa, làm tới 2-3 job rồi đi học full time và học cả lên master nữa. Bởi vậy là mình phải có ý chí và nghị lực, mình phải lì, lì thật lì thì sau này mình sẽ giỏi. Các bạn nhớ là như vậy. Nên là để cái cân bằng được cái work-life balance đó là cái điều mà hình như là người nhập cư mình học được cái điều ở bên nước ngoài là work-life balance. Tại vì ai cũng phải đi làm, ai cũng phải đi học, và cuộc sống bên này nó rất là vội vã, một ngày một tuần qua rất là nhanh. Nên là bạn phải cố lên và cố gắng lên nhé. Hy vọng là những cái chia sẻ này của Hào sẽ giúp cho bạn thêm động lực, và cũng như là những cái kinh nghiệm này bạn sẽ lấy đó làm nền tảng mà có thể có một cái bước ngoặt tốt cho bạn sau này. Nếu mà bạn yêu thích cái video này hoặc là cái kênh YouTube này, đừng quên để lại nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi nhé. Đừng quên để lại những comment cho Hào. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.